Thưa quý vị, cùng với hỗ trợ làm mới sửa chữa nhà ở cho các hộ bị thiệt hại do thiên tai, mục tiêu xóa nhà tạm, nhà rột nát, hoàn thành tiêu chí nhà ở trong xây dựng nông thôn mới đang được các cấp ủy chính quyền địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện. Với nhiều giải pháp linh hoạt, kết hợp với sự hỗ trợ của nhà nước, với huy động sức dân, nhiều xã đã đạt kết quả tích cực, như tại xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn, địa phương đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành tiêu chí nhà ở theo chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay. Gia đình chị Lự Thị Trí cũng như một số hộ nghèo khác trong thôn Rằng đang rất phấn khởi bởi được sự hỗ trợ của nhà nước và ngày công lao động của bà con trong thôn. Tết này gia đình chị cùng nhiều hộ sẽ được ở trong những ngôi nhà mới khang trang. Bây giờ được sự quan tâm của Đảng và nhà nước hỗ trợ giúp thêm thì nhờ anh em hàng xóm láng giềng nữa giúp nhau để làm căn nhà kiên cố hơn ạ. Trước giờ thì cũng chưa nghĩ được làm được căn nhà này. Bây giờ thì Đảng nhà nước thì hỗ trợ cho hộ nghèo thì cũng gia đình cũng để vươn lên để làm cái căn nhà này để vươn lên làm ăn lợi lực sau này. Với quyết tâm xóa nhà tạm, nhà rột nát, hoàn thành tiêu chí về nhà ở theo chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024, nhiều giải pháp đã và đang được cấp ủy, chính quyền xã Liêm Phú triển khai quyết liệt. Cùng với nguồn lực của nhà nước, xã huy động sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, sự chủ động sáng tạo của từng thôn bản trong tổ chức thực hiện. Qua cái chương trình nhà nước hỗ trợ cho người dân, thì chúng tôi vận động cho bà con tình làng nghĩa xóm là giúp bằng ngày công lao động cho cái hộ gia đình đấy có một cái nhà khang trang hơn để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Đối với chính quyền địa phương, xã cũng đã hàng năm đã phải cử chuyên môn rà soát những cái hộ nhà thuộc diện được hưởng chế độ chính sách, và xã cũng tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chung tay để xóa nhà tạm đối với các hộ dân. Năm 2023 vừa qua, Liêm Phú đã xóa được 20 nhà tạm, nhà rột nát. Năm 2024 này, xã đã bố trí nguồn lực trên 800 triệu đồng để xóa 23 nhà tạm, nhà rột nát. Ngoài kinh phí hỗ trợ của nhà nước, địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự hỗ trợ tại chỗ cũng như nỗ lực của chính hộ nghèo. Qua đó, nỗ lực hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà rột nát, đảm bảo tiêu chí về nhà ở theo chuẩn nông thôn mới nâng cao, giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.